vị đến với bản tin địa ốc trên kênh truyền hình FBC và trong chương trình tuần này chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi những thông tin nổi bật sau. Tháng 7 lượng căn hộ chào bán tại thành phố Hồ Chí Minh giảm tốc. Hội bảo vệ người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh lực bất tòng tâm bảo vệ người mua nhà. Thưa quý vị, theo báo cáo vừa được phòng phân tích của CafeLand Land công bố, trong tháng 7 năm 2016, lượng căn hộ mới được chào bán ở cả hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mặc dù vẫn đang trong đà tăng mạnh nhưng nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì đã bắt đầu giảm tốc. Theo số liệu của CafeLand, nếu tính luôn từ đầu năm đến hết tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 15.700 căn hộ mới được chào bán. Tổng số nguồn cung này đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, nếu tính riêng trong tháng 7 năm 2016, lượng căn hộ chào bán tại thành phố Hồ Chí Minh ở khoảng 1.500 căn. Con số này giảm 16% so với thời điểm tháng 7 của năm ngoái. Trong đó, hơn 50% số căn hộ được chào bán trong tháng 7 có giá trên 30 triệu đồng một mét vuông chủ yếu là các dự án tại phía Nam và phía Đông thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 80% tổng số nguồn cung trên thị trường. Trong khi đó, lượng căn hộ mới được chào bán tại Hà Nội trong tháng 7 cũng đã giảm tốc, tuy nhiên tốc độ giảm tốc chậm hơn so với thành phố Hồ Chí Minh. Đa số dự án mới nằm về phía Tây Nam của Hà Nội. Theo báo cáo của phòng phân tích Cafe Land, tính từ đầu năm đến hết tháng 7 năm nay, tổng số căn hộ mới được chào bán tại Hà Nội gần 11.000 căn, ít hơn khoảng 1 phần 3 so với tổng số nguồn cung tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ tháng 7 năm ngoái, tổng số nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội được chào mời đến tăng đến một phần năm. Riêng trong tháng 7, chỉ có khoảng gần 1.200 căn hộ được chào bán từ các dự án mới, giảm khoảng 7% so với tháng 7 của năm 2015. Đa số các dự án này đều sẽ hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018, và gần như các dự án mới và quy mô lớn đều tập trung tại phía tây nam của thành phố như các quận Hoàng Mai và Hà Đông nhờ hạ tầng giao thông phát triển. Trước đó các căn hộ có giá bình quân trên 40 triệu đồng một mét vuông chiếm lĩnh tổng số nguồn cung. Tuy nhiên, trong tháng này căn hộ trung cấp và bình dân chiếm 2/3 số lượng chào bán trên thị trường. Thưa quý vị, tỉnh Long An ngay giáp tranh thành phố Hồ Chí Minh hiện đang nổi lên với nhiều dự án bất động sản và mới đây tại thành phố Tân An của tỉnh vừa chính thức có thêm một dự án khu đô thị ven sông Vàm Cỏ với giá bán đáp ứng nhu cầu của đại đa số người dân chỉ từ 6 triệu đồng một mét vuông. Trong số nhiều dự án đất nền đang xuất hiện ở phía Tây và Tây Bắc Sài Gòn, khu đô thị ven sông Vàm Cỏ vừa được công bố tại Tân An sở hữu vị trí đắc địa vì nằm ngay cửa ngõ chính của đại đô thị phía Nam Sài Gòn. Điểm nhấn quan trọng nhất của dự án là được bao bọc bởi dòng sông Vàm Cỏ xanh mát và nằm ngay mặt tiền đường Hùng Vương, con đường hiện đại và sầm uất bậc nhất của thành phố Tân An. Đây cũng là vị trí giữa tâm điểm của khu đô thị trung tâm hành chính mới tỉnh Long An với tổng quy mô 250 hectare. Khu đô thị ven sông Vàm Cỏ có diện tích quy hoạch 70 hectare, có thể kết nối đường bộ lẫn đường thủy đi thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi theo đường cao tốc Trung Lương hoặc dọc theo tuyến quốc lộ 1A đến dự án với khoảng cách chỉ chưa đầy 30 km. Sắp tới cao tốc Bến Lức Long Thành cũng sắp sửa được thông xe, rút ngắn thêm thời gian di chuyển từ Long An đến các tỉnh miền Đông. Tuyến đường thủy kết hợp đi bằng tàu cao tốc từ dự án đến thành phố Hồ Chí Minh hoặc thành phố biển Vũng Tàu chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Khu đô thị ven sông Vàm Cỏ được quy hoạch thành đô thị xanh kiểu mẫu, có đến 52% diện tích đất sử dụng cho mảng cây xanh, giao thông và các dịch vụ tiện ích. Dự án do công ty dịch vụ địa ốc Hoàng Khang đầu tư và phân phối độc quyền, phương thức thanh toán linh hoạt được ngân hàng hỗ trợ cho vay 80% giá trị sản phẩm. Chỉ cần 120 triệu đồng đã sở hữu vị trí nền, thanh toán 60% sẽ được bàn giao nền đất và có xây nhà ở ngay. Kính thưa quý vị liên quan đến những tin tức xung quanh việc Đà Nẵng định dọn ra khỏi trung tâm hành chính mới vừa được xây cách đây 2 năm, thu hút truyền thông tuần qua thì chiều tối ngày 13 tháng 8 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phát đi thông cáo báo chí với nội dung khẳng định đến nay, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chưa có bất kỳ cuộc họp nào để thảo luận về vấn đề di dời khỏi tòa nhà trung tâm hành chính. Trong thông cáo báo chí phát đi chiều tối ngày 13 tháng 8, Đà Nẵng khẳng định đến nay lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chưa có bất kỳ cuộc họp nào để thảo luận về vấn đề này tức việc di dời ra khỏi tòa nhà trung tâm hành chính. Thông cáo báo chí này được phát đi giữa lúc dư luận lên tiếng chỉ trích sau khi truyền thông đưa tin thành phố Đà Nẵng định di dời khỏi tòa nhà trung tâm hành chính vừa được xây xong cách đây 2 năm với lý do tòa nhà nóng và thiếu oxy. Tòa nhà trung tâm hành chính được khánh thành tháng 9 năm 2014, đây là nơi làm việc của 26 sở ban ngành và văn phòng của thành phố. Thông cáo này viết trung tâm hành chính này thực sự là địa điểm hoạt động tập trung, có tính tương tác giữa thành phố và công dân. Tuy nhiên, có nhược điểm là công trình chưa phù hợp với hoạt động công vụ và một số yêu cầu kỹ thuật Cụ thể là do toàn bộ được bao bọc bằng kính, các phòng ở phía Tây bị nóng gây cảm giác khó chịu và thiếu oxy tùy từng thời điểm. Thông cáo cũng cho biết thành phố đã duyệt phương án sẽ mở thêm cửa để hút không khí và gió vào tòa nhà này. Hiện tổng số cán bộ công nhân viên chức làm việc trong tòa nhà trung tâm hành chính hơn 1.600 người. Tại thời điểm khánh thành, tòa nhà trung tâm hành chính được công bố là tòa nhà thông minh hiện đại bậc nhất nước. Tổng số vốn đầu tư cho công trình này khoảng 1.900 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Tính ra mỗi vị trí nhân viên trong tòa nhà này có trị giá đầu tư khoảng 1,2 tỷ đồng. Và kính thưa quý vị, trong một khảo sát mới công bố về nhu cầu nhà ở xã hội tại một trong những đô thị có tốc độ phát triển nhanh nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh thì số người có nhu cầu nhà ở xã hội hiện đã lên đến 80.000 hộ. Theo khảo sát từ Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trong khoảng 5 năm tới sẽ có đến hơn 80.000 hộ dân muốn mua nhà ở xã hội. Trong đó, qua nửa số người được hỏi cho biết muốn mua nhà ngay trong vòng 3 năm tới, gần 40% trả lời muốn có nhà ở xã hội trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020 chỉ một số ít muốn mua nhà sau thời điểm năm 2020. Và phần đông hộ dân muốn có nhà ở với diện tích từ 40 đến 60 m2. Khảo sát khả năng chi trả của số hộ dân đang cần nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy, nếu phải trả tiền một lần, mức giá trung bình ở mức hơn 790 triệu đồng một căn, còn khi chọn phương thức thuê mua, tức nộp tiền hàng tháng thì người mua nhà muốn được trả khoảng 3,7 triệu đồng một tháng. Gần 1 phần 3 số hộ dân muốn mua nhà ở xã hội, mong đợi có nhà ở, ở khu vực các quận mới thành lập. Sau vụ sập nhà tại Hà Nội khiến nhiều người thương vong, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 15 yêu cầu các công trình xây chen có tầng hầm phải chứng minh được quá trình thi công móng không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận. Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 15 nhằm hướng dẫn về cấp phép xây dựng. Theo đó, từ ngày 15 tháng 8 năm nay, các công trình xây chen có tầng hầm ngoài các tài liệu quy định, hồ sơ còn phải bổ sung văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận thì mới được cấp phép xây dựng. Ngoài ra, đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề. Trước đó vào khuya ngày 4 tháng 8, ngôi nhà 3 tầng tại số 43 cửa Bắc Hà Nội bất ngờ đổ sập khiến hai người chết, 4 người bị thương. Một phần nguyên nhân do quá trình thi công căn số 41 đã không có những biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình xung quanh. Quý vị vừa theo dõi phần 1 của bản tin địa ốc tuần này và ở phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng đón xem những thông tin nổi bật sau chở nhà tại Mỹ không quá mắc như người đang thuê nhà nghỉ. Hội bảo vệ người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh lực bất tòng tâm bảo vệ người mua nhà.